Rồi nè các bạn, thì ngày hôm nay mình sẽ phân tàn phân nhánh cho mấy cái cây, hai cái cây này nha các bạn. Thì cây này là mình không có đụng chạm gì đến nó nè, một tược nó cứ đâm lên nè. Thì hôm nay là mình sẽ xả tàn để cho nó nhân nhiều tược nhiều nhánh nha các bạn. Thì đây cái cây này á, là các bạn sẽ xem nó mai mốt nó sẽ giống như cây này cho các bạn xem nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ xả ở đây. Cái cây này nó đang phát triển khỏe nha các bạn. Nếu mà xả như vậy á, là nó sẽ đâm ra nhiều tược lắm. Nó tại sao cái cây nó đang lên khỏe như vậy mà lại cắt ngọn nó đi. Thì nếu mà muốn cho nó có bộ tàn đẹp thì mới cắt ngọn nó đi nha các bạn nhé. Thì cái chỗ này là nó tà lá của nó sát lắm. Có thể mình xả nó lên từ đó 3-4 mắt lá nó lên nha các bạn nhé. Đây nè, các bạn coi mắt lá của nó nè. Bây giờ mình sẽ xả nó tới đây. Mắt lá rất nhiều luôn các bạn chỗ này. Nếu mà các bạn có xả ngọn để cho nó nhân nhánh thì các bạn tìm mấy cái chỗ nào mà cái mắt lá của nó nhiều nha các bạn nhé. Các bạn xả thì nó sẽ nhân nhánh là nhiều lắm. Đó, như chỗ này mình sẽ xả ở đây nè, mình bỏ cái ngọn này nha các bạn. Đó, còn ở đây cũng vậy nè. Đây thì mắt lá nó cũng dày. Rồi mình sẽ cho nó xả ở ngay đây. Nè, các bạn xem nè, mình xả ngay đây nha các bạn nhé. Thì sau này cái hai cái mắt lá ở đây nó sẽ bung ra hai bên. Còn nếu mình xả ở trên này, thì cái mai mốt cái nhánh này nó sẽ ra cái tược ở ngay đây, nó sẽ đi vô trong này nha các bạn. Bây giờ mình xả bên dưới nó thì hai cái nhánh nó, mai mốt nó sẽ ra hai bên ở hai cái mắt lá này. Đó là các bạn thấy không? Rồi mình xả theo để cho cái tược nó ra theo ý của mình nha các bạn nhé. Đó, mai mốt hai cái tược này nó sẽ ở trên cùng này, nó sẽ ra hai bên. Còn nếu mà xả một cái mắt lá mà vừa rồi bên trên ấy, thì nó sẽ một tược nó sẽ đâm vô trong nha các bạn, thì nó không có đẹp. Rồi các bạn xem sau này nè, mình xả hai ngọn xong cái nó không có đưa chất lên được, mình cắt hết ba cái lá này đi nha các bạn nhé. Nó sẽ không đưa chất nó lên nuôi lên được trên này nữa. Thì trên trong cái thời gian chờ đợi nó lên tược á, thì nó sẽ nuôi mấy cái tược bên dưới này nha các bạn. Đó, mấy cái tược này bắt đầu nó sẽ bắn lên cho các bạn xem nè. Đến lúc mà trên này á, tược nó ra rồi, nó ra lá rồi á, thì mấy cái này nó đang có đà nó lên rồi thì nó lên khỏe luôn nha các bạn nhé. Còn nếu mà không xả trên này thì những cái mắt ở dưới này nó cứ nằm lì luôn, nó không ra được đâu. Đây nè, đó, những cái mắt dưới này nè các bạn nè. Đó, bây giờ mình xả thì nó sẽ bung bắn mấy cái mầm này, nó sẽ bay lên, nó phát triển lên nha các bạn. Đấy, giờ cái máy quay nó quay không tới chỗ này. Đó, mấy cái mầm này nhỏ nè. Đó, các bạn cứ để ý xem, rồi ít bữa nữa mình truy cập lại cái cây này thì các bạn sẽ thấy nó là nó bộ tán nó sẽ đẹp lên cho các bạn xem nhé. Còn những cái mắt lá, cái tược nhỏ này thì mình phải để ngọn nha các bạn. Mình xả đi là nó lại không theo kịp mấy cái tược lớn xả, cho nên mình bắt buộc mình phải để cái ngọn nó để tiếp tục nó bắn mầm nó lên chồi nó lên tiếp. Đó, nếu mà các bạn xả thì nó lại không theo kịp cái này, nó lại vẫn yếu, nó không phát triển nổi nha các bạn nhé. Này, tược này nó cũng còn ngắn quá, chắc mình cũng xả luôn. Nếu mình không xả thì nó lại dồn sức lại nuôi cái tược này thì cũng mấy cái tược nhỏ nó không lên nổi, thì mình phải xả này luôn để cho nó nhân nhánh ở trên này nha các bạn nhé. Đó. Rồi sau này các bạn sẽ thấy cái cây này nó phát triển bộ tán đẹp cho mà xem. Còn cây này nha các bạn, thì xả là mình sẽ canh chỗ dày mắt lá nè các bạn. Đó, các bạn thấy ở chỗ này là nó dày mắt lá nè. Thì cái cây á, cái chỗ này là một có một thời gian thì cái cây nó bị suy, nó yếu nha các bạn. Có thể là không cho nó ăn phân hoặc là không có tưới để cho nó khừng lại, nó không phát triển thì nó cũng vẫn ra lá, nhưng mà nó ra sát nhau lắm. Đó, còn nếu mà nó phát triển khỏe, rễ nó khỏe mà nó ăn phân khỏe thì bắt đầu là nó lại cái mắt lá nó lại thưa dần ra. Thì chỗ mà cái mắt lá nó thưa dần ra là cái cây đó nó phát triển khỏe nha các bạn.
còn mắt lá mà nó bị nó lì lì như vậy nè, thì cái cây nó bị đang phát triển yếu, cho nên là mắt lá nó sần sát nhau. Thì nếu mà các bạn muốn cho cái cây mà một thời gian sau các bạn xả, thì các bạn ngưng cho ăn phân đi, ngưng tưới nước lại, thì bắt đầu cái ngọn của nó sẽ chai lại nha các bạn, nó lì 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 lại, nó vẫn ra lá, cho nên nó mà nó không có phát triển khỏe được, cho nên là nó không, cái mắt lá nó không có đưa thưa ra được đó. Những cái lúc mà cái cây nó bị suy bị yếu thì cái mắt lá nó sát nhau lắm, xong rồi các bạn lại vô nước vô phân lại thì cái mắt lá nó vọt lên, cái tược nó lại vọt lên dài, thì lúc đó là các bạn cứ canh theo cái chỗ này nó khỏe nè, cứ canh theo cái nhiều mắt lá mà các bạn xả, thì đó cái cây này là mình xả như vậy đó, mình bảo đảm không dưới 3 tược nó lên nha các bạn nhé. Từ giá 3 đến 4 đến 5 tược nó sẽ lên ở ngay chỗ này. Đó, các bạn cứ theo dõi để mình sẽ chia sẻ tiếp, để coi là mình xả ở trên cao nhưng mà nó vẫn ra nhiều tược, thì đó là mình sẽ phải xử lý một cái cây để cho chỗ này á, để cho nó nhịn đói nhịn khát, thì cái chỗ mắt lá nó sẽ dày lại. Xong rồi các bạn chăm tiếp lại cho nó ăn phân, ăn tưới nước đều cho nó lại bọt lên, thì lúc đó là cái chỗ này nó già rồi, các bạn xả ngay đây là nó sẽ ra nhiều mắt lá nha các bạn nhé. Rồi hai cái cây này ít bữa nó, thời gian sau mình sẽ truy cập tiếp cho các bạn xem, thì mình có cái gì mình sẽ làm lên cho các bạn để các bạn tham khảo. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Rồi các bạn sẽ đón xem những cái phần sau mà mình lúc mà nó phát triển mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Rồi mình xin chào. Các bạn ơi, thì sau 1 tháng rưỡi mình xả tàn cho hai xả ngọn cho hai cây này nè các bạn. Đó, mình chia sẻ lên với các bạn là mình xả theo như ý muốn của mình nha các bạn nhé. Thì mình cũng đã vừa rồi mình cũng đã nói rồi, hai cây này á là vừa rồi á là mình xả ngọn cho cây này, mình nói là nó sẽ ra không dưới 3 tược nha các bạn. Thì hôm nay nó lên 4 tược á, với lại đây còn cái mầm nữa 5 nè. Đó. Thì mình sẽ nói lại cho các bạn xem. Đây nè. Cái cây này thì vừa rồi nó chùi lủi nha các bạn. Mình đây nó chỉ là 1-2 cái mầm thôi, mấy cái mầm nó nhú nhú lên thôi nha các bạn. Thì mấy cái mầm này là vừa rồi mình không có xả, không xả ngọn, mình chỉ có cắt hết lá đi thôi, và mình chỉ xả ngọn cái này với cái này với cái này nha các bạn. Thì hôm nay nó được 1 tháng rưỡi là nó đó, các bạn thấy không, nó đã ra như vậy rồi đó. Thì đây cái cây này đây các bạn, mình cũng chia sẻ với các bạn là mình xả chỗ này là nó nhiều mắt lá nè các bạn, thì ở dưới này nó thưa, ở dưới này mắt lá nó thưa nè, cho nên mình không xả ở đây. Ở trên hồi vừa rồi nó cũng cao lắm, nó cao lên tới trên này luôn, nhưng mà tại sao mình không xả trên đó, mình xả ngay đây, tại vì ngay đây nó nhiều mắt lá. Cái cây này á là có một thời gian là nó bị yếu các bạn, nó lì lại, cho nên là nhưng mà nó vẫn lá nó vẫn ra, cho nên là nó dồn cái mắt lá nó lại, nó không có vọt được cái đọt đó, cho nên là nó dồn cái mắt lá lại, cho nên nó sát với nhau đó. Sau thời gian sau cái là vô phân vô thuốc nước lại cho nó là nó lại vọt cái đọt lên, thì cái khúc trên nó vừa rồi nó rất thưa nha các bạn nhé. Đó, lúc đó nó đang phát triển khỏe nó rất thưa, cho nên mình đã xả ngay đây. Mình cũng chia sẻ với các bạn, mình nói là cái cây này mình xả nó không có nó ra không dưới ba tược nha các bạn. Thì hôm nay nó ra 4 tược nè, 1 nè, 2 nè, bên này là 3 nè, bên này là 4, bên này là 5. Đó, theo như ý của mình luôn nha các bạn nhé. Thì những cái cây sứ mà các bạn muốn cho một cốt nó lên để nó phân tàn dù thì các bạn để trên cao. Còn những cái cây mà các bạn muốn cho nó phân tàn từ dưới á, thì các bạn xả dưới này. Để tí nữa mình tìm cái cây mà mình xả bên dưới nha các bạn, cho con nó phân tàn sao. Rồi. Đó, đây là cái cây là mình đã xả rồi. Còn cái cây này thì mình cũng nói cho các bạn xem là vừa rồi á, lúc mình xả cái ngọn này nè các bạn, tại vì lúc đó cái ngọn này nó cũng đã lớn rồi, mình cũng nói là mình xả tìm cái mắt lá làm sao mà để cho nó qua hai bên, tại vì ở dưới nó có một cái thân chính, cái cốt, một cốt của nó đưa lên rồi đó, cho nên mình phải tìm cái mắt lá hai bên nha các bạn. Mình xả trên đầu hai cái mắt lá đó thì bắt đầu nó sẽ ra hai bên đó. Bởi bữa nó mình cũng cái khúc trên khúc trước mình cũng đã nói là nếu mà mình xả mà cái đây cái mắt lá nè các bạn, và
bạn sẽ nhìn thấy cái mắt lá nè. Đó, đây cái mắt lá nè. Nếu mà mình xả trên cái này sát cái mắt lá này thì cái nó ra cái tược này nó sẽ đâm vào trong này nha các bạn. Đó, cho nên là mình phải đưa cái mắt lá làm sao để mình cho nó hai tược, nó sẽ ra hai nhánh thì nó ra hai cái mắt lá trên cùng nó sẽ ra hai bên. Còn nếu mà nó ra cái mắt thứ ba thì có thể là mình bỏ đi, hoặc là mình để thì chắc để không được đâu các bạn, tại vì nó vướng đây, cho nên cốt yếu là chủ yếu là nó ra hai lá, hai mắt lá hai bên thôi, hai tược hai bên. Ở trên này cũng vậy nè các bạn. Đó, tại ở trong này nó có một cái tược, mà cái này là đó, mình thấy bên trong này có rồi, cho nên bên trên này á xả sao mà để cho nó ra hai bên nè các bạn. Thì vừa rồi á, cái này nè các bạn, nó cũng dày mắt lá nha các bạn nhé, nhưng mà tại sao nó ra có hai tược? Đây là cái này nó cũng dày mắt lá nè, nó ra hai bên là tại sao nó ra có hai tược? Thì tại vì trong lúc các bạn xả đi á, là ở dưới cái này mấy cái mầm chồi của nó vẫn còn, mấy cái này lúc của mình chừa lại là 1, 2, 3, 4 nè, 4 tược, cái này đây là 5 tược nè. Đó, những cái tược này thì lúc đó cái hai cái này là cái mầm thôi, còn mấy cái này nó chỉ có, nó cũng là một cái tược, nó mới nhú lên, nó mới có ít lá nha các bạn. Thì mình nói là mình xả, mình để ngọn để cho nó không có đưa chất lên, nó nuôi ở trên ngọn được nữa, mà nó sẽ dồn xuống đây nó nuôi cái này. Thì trong cái thời gian lúc nó đưa lên đây, nó chỉ có sức mà nó đưa ra được hai tược thôi. Nếu mà dưới này mà không có tược nhánh như cái cây này thì nó sẽ ra 4 tược nha các bạn, nó sẽ ra nhiều tược. Đó, các bạn phải lưu ý cái chuyện đó. Ở dưới này nó có thì nó sẽ dồn xuống, nó chia đều ra nó nuôi, cho nên trên này nó chỉ ra hai tược thôi. Còn nó nuôi ở dưới này nữa. Ở đây nó cũng ra được hai tược nè các bạn. Đó, thì mình thì nó coi như là mình sẽ biết được là bên trên này nó sẽ ra ít tược nha các bạn. Tại vì dưới này là nó đã dồn sức vô nó nuôi dưới này, cho nên là bây giờ nó đã nuôi cái này nó đang có chớn nó lên rồi, thì bắt đầu là nó sẽ đồng loạt nó lên luôn, nó sẽ chia đều hết ra nó nuôi nó lên luôn nha các bạn. Lúc trước thì trên ngọn này nó đang cứ tham ăn, nó tham ăn cái chất ở dưới cái bộ này đưa lên, cho nên là nó không nuôi được những cái này, không nuôi được những cái mầm này. Đó, nếu mà xả cái này đi thì nó sẽ cái tược nó sẽ nuôi lên cái tược này, thì sau 1 tháng rưỡi các bạn thấy nè, nó đã đâm lên như vậy. Đó, cái cây này lúc mà mình xả là nó chùi lùi nha các bạn nhé. Thì mấy cái tược này là mình đã xả hết lá đi, sau 1 tháng rưỡi thì nó lên nó như vậy, các bạn thấy là nó đã bộ tàn nó sung xê rồi nha các bạn. Còn cái này á, thì nếu mà mình nuôi một thời gian mà nó phát triển khỏe nữa, nó lên dài tược, thì nếu các bạn thấy 4 tược lên dài rồi thì lúc đó các bạn xả canh khoảng chừng, mình ăn thua theo cái thẩm mỹ mắt mình nhìn nữa các bạn, mình canh cỡ nào để cho mình xả thì mình xả, thì lúc đó nó lại nhân tàn nữa nha các bạn nhé. Đó, cái cách mình xả tàn. Còn nếu mà không xả thì nó cứ như cái cây này hồi đó vừa rồi á, mình cái khúc trên lúc trước mình có cái lúc mà mình xả, các bạn thấy không, cái ngọn của nó cứ một ngọn nó lên hoài, lên cao luôn, nó không có, nó chưa có phân tàn phân nhánh nữa. Các bạn thấy nếu mà xả đi thì nó sẽ nhân lên là vậy rồi nha các bạn nhé. Đó, còn nếu mà để im nguyên á, thì có thể sau này nó nhân ra được hai nhánh là cùng rồi. Đó, nó như cái cây này nè các bạn. Các bạn thấy cái mắt lá của nó không? Cái mắt lá của nó thưa, cho nên hồi đó mình xả trên thì nó ra chỉ được có hai tược thôi nha các bạn. Xong nó lên hai tược mình thấy nó ít quá cho nên mình xả tiếp. Đó, mình xả tiếp thì bây giờ nó lại nhân ra 4 tược nè, các bạn thấy chưa? Đó, thì cái bộ tàn của nó các bạn thấy là bắt đầu là nó dày từ từ đó. Còn cái này các bạn nếu mà bây giờ nó, tại nó sung quá, bắt đầu là nó mới bắn ra cái này ra, vô phân thuốc cho nó sung nó bắn ra. Còn nếu mà các bạn mà không muốn để cái này, chỉ thích để một cốt cho nên phân tàn lên thì xả cái này đi. Đó, còn nếu mà ở dưới này nếu mà để thì sau này các bạn xả thì mình để tầng cho nó cũng đẹp cho các bạn. Thì nếu mà thích cái coi như cái bộ tàn đó, các bạn thích làm sao thì các bạn làm. Đó, nếu mà xả đây đi thì sau này là chơi cái bộ tàn dù thôi. Còn nếu mà để dưới này thì nó sẽ chơi bộ tàn tầng nha các bạn nhé. Cái này nó lên, các bạn đừng có cho nó lên cao quá, mẹ nó qua hai bên xong bắt đầu các bạn xả tiếp.
thì bắt đầu nó sẽ ra cái bộ tàn tầng đó. Còn như cái cây này nè các bạn đó, cây này nè các bạn thấy là cái mỗi cái chỗ mình xả nè, thì hồi đó là nó lên khoảng chừng 5-6 phân nè, thì mình xả trên này đó, xả trên này thì bắt đầu nó bung thực ra nè đó, ra chung quanh đó. Các bạn muốn cho cái bộ tàn nó xung xuê từ ở dưới thì các bạn xả ngắn thì nó sẽ ra như vậy nha các bạn. Cây này hồi đó là nó cũng chỉ có một tược, cái đưa lên thôi đó. Thì những cái cách mà mình xả để mình cho cái cây nó có một cái cây đẹp á, thì theo như ở cái cây này mình muốn cho cái nhân tàn bên dưới thì mình xả trên này, ở dưới này. Còn cái cây này mình muốn cho nó nhân tàn nhân cao, nó một cốt đưa lên lên cao thì mình xả trên đó nha các bạn nhé. Thì những cái cách mà mình xả tàn để cho nó theo như ý muốn của mình á đó, thì mình cũng chia sẻ lên để các bạn xem mà tham khảo. Rồi các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nhé. Các bạn đang xem video của mình, thấy video mình hữu ích thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhé các bạn. Và mình xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe và thành công nha các bạn nhé.